Xin chào tất cả các quý phụ huynh và các học sinh thân mến. Hôm nay, Alex Online xin gửi đến quý phụ huynh và các học sinh hướng dẫn sử dụng app Center Online, app chăm sóc học tập của Alex Online. Đầu tiên, quý phụ huynh và các học sinh sẽ tải app về smartphone của chúng ta. Đối với hệ điều hành Android, chúng ta sẽ vào Shop Play. Còn với hệ điều hành iOS, chúng ta sẽ vào App Store. Các thao tác thì sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ nhập từ khóa Center Online, đây là ứng dụng, và sau đó chúng ta sẽ tải ứng dụng về máy. Đầu tiên là đăng nhập, chúng ta sẽ điền vào mục mã trung tâm là Alex. Sau đó điền tên đăng nhập và mật khẩu là tài khoản mà Alex đã cung cấp cho quý phụ huynh học sinh. Sau khi đã đăng nhập thì đây là trang chủ. Ở đây sẽ hiển thị thông tin học viên, thời gian, nội dung bài học sắp tới. Khi nhà trường có thông báo thì sẽ hiển thị ở nút thông báo như link của lớp học, lịch học hay là thông báo làm bài tập. Trang mà chúng ta sẽ dùng nhiều nhất là trang tương tác. Ở đây sẽ hiển thị mọi chức năng của ứng dụng. Đầu tiên là mục thời khóa biểu, sẽ được tự động cập nhật theo lịch học của con, tránh trường hợp con bị quên lịch học. Ngày nào có lịch học thì sẽ có một dấu tròn nhỏ ở đây. Màu xanh lá là các buổi đã học và xanh xương là các buổi chưa học. Chúng ta có thể click vào từng ngày để xem lịch học chi tiết của con em mình, hoặc là click vào đây để xem lịch học của cả tháng. Tiếp theo là lớp học. Ở đây sẽ cập nhật đầy đủ thông tin của buổi học như là các buổi đang học, chưa học, đã xong, chuyển lớp, bảo lưu. Các em học sinh cũng có thể click vào từng buổi để xem chất lượng của bài giảng của buổi tiếp theo hay là toàn khóa học, giúp chuẩn bị bài tập hiệu quả hơn. Trong mỗi buổi học, các thầy cô cũng sẽ điểm danh chi tiết, kiểm tra tự động giờ vào lớp, tình hình làm bài tập của con. Sau buổi học, thầy cô sẽ cập nhật tình hình mỗi buổi và đưa nhận xét, giúp phụ huynh học sinh nắm được chất lượng của mỗi buổi học như là giờ giấc, thái độ học tập hay là bài tập về nhà. Chức năng tiếp theo là chức năng bài kiểm tra. Định kỳ thì sẽ có 4 bài mini test và giáo viên sẽ cập nhật điểm và nhận xét chi tiết, giúp chúng ta theo dõi được sự tiến bộ của con em mình. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc thì mình có thể bình luận được trực tiếp vào đây để giáo viên giải đáp. Chức năng tiếp theo là chức năng xin nghỉ. Nếu các học sinh có việc bận không tham gia một buổi học nào đó thì có thể xin nghỉ online tại đây. App đã tạo sẵn đơn xin nghỉ. Chúng ta chỉ cần ghi rõ lý do và chọn thời gian của buổi học muốn xin nghỉ và nhấn gửi. Giáo viên sẽ thông báo lịch học trong buổi học bổ ngay bên trên để phụ huynh và học sinh nắm bắt được. Tiếp theo là chức năng nộp bài tập về nhà. Các học viên click vào mục bài tập về nhà để xem và nộp bài tập trực tuyến. Ví dụ như là để nộp bài tập về nhà của 13 này, thì học viên sẽ làm ra giấy rồi chụp lại hoặc là làm trên Google Document. Sau đó sẽ tải lên một cách click và thêm ảnh hoặc là thêm đường dẫn ở phía dưới màn hình rồi bấm gửi nộp. Bên cạnh đó là các bài tập đã hoàn thành, học viên có thể click vào từng bài để xem lại hoặc là sửa sai nếu có sai sót. Một chức năng nữa là sự kiện ngoại khóa. Ở đây Alex sẽ có các lớp hỗ trợ miễn phí trong trường hợp con cần các lớp tăng cường để ôn thi học kỳ hay những kỳ thi quan trọng. Bên cạnh đó cũng có những tính năng như học phí để chúng ta theo dõi tình trạng học phí. Hay phục hỗ trợ nếu phụ huynh cần trợ giúp với bất cứ vấn đề gì thì có thể gắn trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ của Alex, đảm bảo được quá trình học tập của học viên được diễn ra trên suốt và hiệu quả nhất. Trên đây là video hướng dẫn sử dụng app Center Online, app chăm sóc học tập do Alex Online phát triển. Cảm ơn quý phụ huynh và các học sinh đã chú ý lắng nghe. Và hẹn quý phụ huynh và các học sinh trong lớp học của Alex Online nhé. Xin chào.